À, chào chị. Dạ. Tôi đọc trên báo tin rau giặt ở đây cần thầy dạy thêm, có phải vậy không chị? Dạ đúng rồi. Dạ mời chú vô gặp bà chủ nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ mời chú theo Dạ. tôi. Dạ thưa bà, có gia sư tới xin dạy kèm cho cậu chủ á bà. Dạ mời thầy Dạ, ngồi. chào chị. Dạ. Dạ mời thầy uống nước. Cảm ơn chị. Thầy có dạy ở trường nào không? Dạ được bao lâu rồi thầy? Dạ, tôi đã dạy được 30 năm rồi chị. Hiện nay tôi đang dạy môn văn. Thằng con của tôi nó lười học quá, suốt ngày nó chơi bời không à. Không có thầy dạy kèm á thì tôi cũng bó tay luôn á. Dạ. Môn văn của nó không bao giờ được quá 2 điểm. Ừ, mong thầy giúp cho nó học tốt hơn. Tiền bạc không thành vấn đề. Ngày mai thầy có thể dạy chưa thầy? Dạ, tôi sẽ cố gắng kèm cháu để học giỏi môn văn chị. Ừ, mỗi tháng tôi sẽ gửi thầy 5 triệu. Ừ, nếu con tôi tiến bộ á, tôi sẽ thưởng thêm cho thầy. Chuyện đó không thành vấn đề đâu. Vậy ngày mai 7 giờ tối tôi sẽ đến đây dạy cho cháu. Dạ, cảm Dạ. ơn thầy. Còn bây giờ thì tôi xin phép chị. Chị hai, Dạ. tiễn thầy về giùm tôi nè. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ, em gửi chị thực đơn. Cho chị ly cam đặc biệt không đá nha. Dạ rồi. Cả ngồi im, tôi là cảnh sát hình sự. Để hai tay lên bàn. Chúng tôi có tội gì? Yêu cầu mở hộp ra. Tất cả theo tôi về đâu rồi sẽ rõ mọi chuyện. Đem theo tang vật. Xin mời các anh chị lên xe.
Tôi làm gì mà anh mời chúng tôi về đây? Cô chờ một chút. Chúng tôi đã theo dõi đường dây ma túy của cô và đồng bọn đã hơn một tháng nay rồi. Tôi sẽ nhờ luật sư tố cáo anh về tội vu khống và bắt giữ người trái phép. Anh, trong gói quà hoàn toàn không có gì hết. Cậu kiểm tra kỹ chưa? Dạ, kỹ rồi, không có. Giờ sao? Bây giờ chúng tôi về được chưa? Xin lỗi anh chị, mọi người có thể về được rồi. Ngày mai đơn tố cáo của tôi sẽ nằm trên bàn làm việc của sếp anh. Ba ơi, con xin lỗi ba. Cũng tại con hết mà ba vất vả. Tại con chỉ muốn đi kiếm tiền thêm để cho ba đỡ vất vả. Ba đỡ cực thôi à. Con không ngờ. Con à, con đâu có lỗi gì đâu chứ. Con đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến bệnh tình của con đó. Con có biết không, kiếm tiền không phải đơn giản như là con nghĩ đâu. Có lẽ số phận cha con mình vẫn còn đen đủi. Thôi, ăn miếng đi, con đừng có khóc. Ăn miếng đi cho lại sức. Con không ăn đâu ba ơi. Ba ơi, mình xin xuất viện về sớm được không hả ba? Tiền ở đâu mà mình nằm viện được hả ba? Tiền viện phí chắc là mắc lắm á. Con lo lắm rồi. Con có nhớ cái cậu Phong mà ở quê mình không? Cái cậu mà ngày xưa hay bắt còng bắt cua đó, rồi nói là kẹp vô tay sẽ đau, dọa con nhưng mà con đâu có sợ đâu. Con có nhớ không? À, con nhớ rồi. Có phải là cái anh mà hay cho con mấy con ốc mà ba nói là đẹp lắm? Ba nói là ba ước gì mà con có thể nhìn thấy được, phải không vậy ba? Đúng rồi, chính là cậu ấy đó con à. Mà cũng chính cậu ấy đã ứng tiền viện phí 3 triệu đồng cho con đó. Tại sao anh Phong lại biết mà trả tiền cho mình hả ba? Chính Phong đưa con vô đây, và cũng chính Phong điện thoại cho ba. Thiệt vậy hả ba? Con không có nhìn thấy được. Con đâu có biết gì đâu ba. Ba ơi, Vậy bây giờ ảnh đâu rồi hả ba? Khi nào mà con khỏe lại, con sẽ đi kiếm việc làm, rồi con kiếm tiền con trả lại cho ảnh nha ba. Con à. Ba ơi, xin xuất viện đi ba. Không được nói như vậy, và cũng không được suy nghĩ như vậy nữa. Ba sắp có tiền rồi, khi nào gặp lại cậu Phong á, thì ba sẽ trả cho cậu ấy. Ba có hỏi bác sĩ rồi, con bị chấn thương ngoài da thôi, không có gì nặng hết, nhưng mà con phải nằm lại để theo dõi. Nếu mà bây giờ con về nhà lại có biến chứng gì á, thì làm sao ba đưa vô cho kịp hả con? Nghe lời ba đi nha. Nè, ăn miếng đi. Nè, há miệng ra. Tỉnh. Thôi, đừng có khóc nữa.
Quỳnh Ly, có người tặng nè. Của ai vậy anh? Ông Ly muốn gặp em tối nay. Anh đã điện thoại xin ý kiến và được ok hết. Thôi được rồi, em biết rồi. Ừ, vậy hen. Em hãy cho thầy biết tại sao cụ Ngô Tất Tố lại cho chị dậu tức nước dở bờ trong tác phẩm Tắt Đèn của ông vậy? Hình ảnh nào để ông viết ra điều đó? Thì em nghĩ chị dậu khổ cực là do chị dậu khờ. Bán thân thì có tiền, việc gì phải tức. Em học hành như vậy thì môn văn em điểm 2 là đúng rồi. Đạo đức em kém quá. Bây giờ em phải lắng nghe thầy, chăm chú và học nhiều tác phẩm văn học thì mới mau khá được chứ. Alo, em yêu hả? Sao giờ này mới gọi cho anh? Ừ. Anh nhớ em quá. Thôi được rồi, 30 phút nữa anh sẽ có mặt. Mà bữa nay tụi nó đi chơi ba nào vậy? Được rồi, ok em. Mẹ em dặn là không được cho em đi chơi. Chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ học nè. Mẹ em còn đi chơi chưa về, làm sao mà biết? Thì đừng có lo, miễn sao tới tháng á thì lãnh đủ tiền là được rồi. Em sẽ bo thêm tiền cho thầy. Thầy, em gửi nha thầy. Thầy giúp em nha thầy. Tôi yêu cầu em phải tôn trọng tôi. Đừng có dùng tiền để mà sai khiến người khác. Nếu thầy nói như vậy á, thầy nhận tiền của mẹ em rồi dạy em làm gì? Như vậy á là thầy đã bị mẹ em sai khiến rồi. Có lẽ em nói đúng. Tôi đã đánh mất đi tư cách của mình để nhận dạy một học trò thiếu đạo đức như em. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận thêm công việc này. Cũng là lần cuối. Tôi sẽ không bao giờ làm công việc này nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã dạy tôi một bài học làm người. Ủa, sao hôm nay thầy về sớm quá vậy? Thằng bé lại gây ra chuyện gì phải không? Xin lỗi chị, tôi không thể tiếp tục dạy được nữa. Nó lại giở trò gì với thầy phải không? Năm người rồi, không ai chịu nổi với nó. Thôi, thầy đừng có buồn nghe. Tôi sẽ trả thêm tiền cho thầy. Mong thầy cố gắng giúp cháu. Dạ, không có gì đâu chị à. Với lại tôi không muốn dạy nữa rồi. Con trai chị nó rất là thông minh. Chỉ cần chị đừng có nuông chiều cháu, nó sẽ học rất là giỏi. Chính nó mới vừa dạy cho tôi một bài học làm người đó. Xin phép chị tôi về. Thôi được rồi, để tôi gửi tiền mấy ngày thầy dạy. Dạ không cần đâu chị. Thằng kia, mày học hành như vậy làm sao nên người hả?
Chào cô. Dạ, chào ông bà. Dạ, ông có phải là ông Ly không ạ? Dạ, đúng rồi. Cho tôi lấy chìa khóa phòng. Dạ, đây là chìa khóa phòng của ông. Cảm ơn cô. Dạ. Để vô đi em gái. Chị Hương có gửi cho anh nè. Thôi em đi thay đồ đã nha. Anh rất là thích cảm giác là từ từ thôi. Anh làm gì vậy anh? Cái này kêu là cảm giác lạ lắm. Là lặp xuống ly cơ, ấp mặt xuống, lê hai cái tay ra lặng sau. Cái cảm giác tuyệt vời thôi. Anh định làm gì vậy? Anh là lo với em rồi. Mình phải tìm những cái cảm giác lạ, nó mới hấp dẫn. Anh tính làm gì vậy? Cảm giác lạ. Cảm giác này chưa bao giờ em từng gặp qua phải không? Mày!
Thôi, cái gì? Nhiều đây đủ rồi, cảnh cáo nó thôi. Đi. Là ai? Tao cấm mày đụng tới cô ta. Không phải chuyện của mày. Đi. Đánh lên cho tao. Đi. Đứng lại, đồ vô dụng, bắt lên cho tao. Đứng lại mày. Lên, đứng lại.
lại. Mày, tụi mày còn đứng đó làm gì? Gọi điện cho con Hương gà cho tao. Dạ. Liên, mà sao anh biết tôi ở đây? Bọn anh theo dõi tôi hả? Cuộc sống của em là vậy đó. Anh có thấy ghê tởm chưa? Alo, Quỳnh Ly hả? Trời ơi, tại sao làm như vậy? Gì? Trời ơi, chị Hương chỉ nói giận rồi kìa. Mau về đây, tiếp anh Ly. Xin lỗi anh Ly nữa. Không á, làm chết luôn á. Tôi không có tiếp thằng biến thái đó đâu. Mà tôi sẽ về tôi nói với chị Hương. Tôi không tiếp đâu, không đâu. Quỳnh Ly, Quỳnh Ly. Anh Ly nè, hay là để em kêu một bé khác tới thay thế Quỳnh Ly tiếp anh Ly nghe. Hay là thêm một đứa nữa, coi như là hai đứa em bù cho anh. Thật là sỉ nhục. Dẹp hả Ly? Biên, anh Ly bình tĩnh đi. Biên, Ly con hốt quá à, cho qua cái coi. Còn hai lòng bay lưng có làm gì? Biên luôn, không lượt cái tích sự gì hết. Sợ tôi rồi đúng không? Em nghỉ ngơi đi, ngày mai mình gặp. Anh không muốn làm cho em căng thẳng thêm trong lúc này. Anh nghĩ em nên dừng công việc này lại đi, trước khi em hối hận. Anh biến đi, anh biến đi. Em đừng như vậy mà. Có gì ngày mai điện thoại cho anh. Anh đi đi. Đi ra khỏi đây. Đi đi. Anh đi đi.